Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên chúc tất cả các bạn các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay tôi xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái dòng xe phổ thông. Thật ra nói phổ thông vậy chứ mà cái xe này nó đẹp lắm các bạn ơi. Và đặc biệt chiếc xe đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn các anh chị là một trong những chiếc xe Honda SH đời cuối cùng 2008, mà cực kỳ đẹp, xe chạy cực kỳ ít và xe zin cực kỳ zin luôn, đến cái vỏ nó cũng còn luôn nha các bạn. Và bây giờ nè, đầu tiên là các bạn các anh chị thấy cái chóa đèn nó sao, nó sáng nó trong đến nỗi mình tưởng là mới mua gắn vô luôn đúng không, nhưng mà thực tế đây là một cái chóa đèn zin. Các bạn các anh chị có thể thấy không, những cái số, những cái ký tự của em nó còn nguyên đó, ký tự còn nguyên, đồng thời là ở bên trong là đó, các bạn thấy không, bên trong sáng rất là sáng, đèn pha nó rất là sáng, nó rất là trong đó, nó trong, mình tưởng giống như là mới mua dán vô gắn vô, nhưng mà thực ra là nó là zin. Và nước sơn thì 100% là chưa dặm tuốt nước sơn này, các bạn thấy không, mình quay nó quay ngược người lại mình luôn, nó bóng nó dạ lại luôn, 100% chưa dặm tuốt, đẹp từ trên xuống dưới. Đó. Các anh chị theo. Quá đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Đó. Phuộc nè, ốc tán nè các bạn thấy không? Đây là những cái ốc tán nó còn zin luôn. Thấy không? Zin. Zin này là zin của theo xe luôn nha các bạn, zin theo xe luôn. Không có một cái gì hết đó. Zin. Đây, mà quan trọng nhất là mình giới thiệu với các bạn các anh chị đây. Các bạn các anh chị thấy không? Để mình để kỹ nha. Tuần thứ 17 năm 2008. Đó. Cái đát vỏ của cái vỏ này nè, các bạn thấy như vậy là nó thuyết phục hoàn toàn rồi. Đúng không? Một cái vỏ zin. Đây, vỏ đu lớp zin. Đu lớp. Nó cũng còn khá là liền lạc, dày. Đó. Quan trọng là giữ người ta chạy mà người ta giữ còn được đến cái vỏ luôn, là mình biết là người ta cái xe, cái chất xe nó cũng còn quá ok. Đó, rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi xuống kế nữa nha các bạn. Đẹp quá. Đèn cũng đèn xi nhan cũng rất là trong luôn. Và đây. Đây. Ở đây nó có một cái miếng, thật ra hồi đó là người ta dán keo á các bạn. Dán keo bảo vệ thì nó còn nguyên luôn nè, không? Chưa lột ra luôn. Người ta dán một lần đầu tiên đến giờ nó còn nguyên. Xe đi được 23.000. 23.000. Quá đã, quá đẹp luôn. Và xin thưa với các bạn các anh chị, đây là một cái chiếc xe Honda SH Ý 150 zin nguyên bản, hai chìa khóa còn luôn nha các bạn. Đó. Và nó đẹp lắm nè. Đây. Các bạn có thấy không? Dây còn rất là đẹp luôn. Mà bên trong nữa nè. Đó. Còn rất là đẹp. Cái màu này là màu thời gian nè các bạn thấy không? Màu thời gian. Đó, cái màu thời gian. Còn khi mà một cái yên mới á thì cái mút của nó sẽ rất là mới. Mà có làm cũ nó cũng không được. Còn cái này màu này là màu của thời gian. Đó, ốc tán nè, zin luôn. Zin mà còn khá là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp luôn chứ đừng nói khá. Rồi, cái đây các bạn thấy không? Đẹp luôn. Đẹp trai. Đẹp trai. Tưởng như là xi lại nhưng mà nó zin luôn. Đó, nắp xăng đẹp. Xe này là mặc định đầu nồi chưa rớt. Nha các bạn, đầu nồi chưa rớt luôn. Đây, xe đầy 208 KF08 014. Đó, cái lốc nè các bạn. Cái lốc nè các bạn thấy không? Đó, người ta kỹ, người ta ốp mà mấy cái miếng inox vô, mình về mình có thể mình không thích thì mình bỏ ra. À, mà quay xuống đây nè các bạn thấy cái bát thắng không? Cái bát thắng này nó đẹp đến nỗi mình tưởng như là xi nó còn 7 màu luôn á. Đó, cái bát thắng á, đẹp ghê không? Rồi cục máy là coi như là chuẩn chỉnh.
xe không một coi như là đẹp quá, đẹp nó như gương vậy đó. Và quan trọng là biển số nó được chín nút luôn nè các bạn, 54F2 4636, 4 mùa lộc tài lộc, bốn mùa chỉ có lộc, chỉ có tài và chỉ có lộc. Đây cây bồ các bạn, các anh chị thấy cây bồ người ta đi, cái bồ này là đi quá đẹp, người ta đi quá ít, chưa cháy luôn, chưa xử lý cái bồ luôn, cái bồ còn quá đẹp luôn. Đó, đồ vẫn còn chuẩn chỉnh luôn. Rồi bây giờ mình lên máy thử cho các bạn nghe nha. Nguyên chiếc 150 đời cuối 2008 này mà xe nó còn rin đến nỗi mà cái vỏ nó còn luôn thì mình mong muốn bán với giá là 108 triệu nha các bạn. 108 triệu cho một chiếc xe Honda SH Ý 150 zin nguyên bản, đầu nồi chưa rớt, nước sơn chưa chảy, chưa dặm tuốt. Đó, một cái xe là một đời chủ đi duy nhất biển 4 số còn đến giờ luôn. Rồi, nếu mà các bạn các anh chị mà có cái nhu cầu mà muốn kiếm cái dòng xe SH mà đẹp cọp, chiếc này cũng thuộc dạng đưa vô là hàng đẹp rồi các bạn, thì đây là một trong những cái lựa chọn chúng ta đáng cân nhắc. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều nha, đẹp lắm, chiếc này nó rất là đẹp luôn. Rồi, quá đẹp. Rồi, qua kế nữa mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe. Thôi với các bạn các chị, chiếc xe ZX này có hai chiếc lần, nhưng mà vì gần Tết với lại chiếc Accenter kia với lại chiếc Future kia nói chung còn mà công an chưa có gửi hồ sơ vô để đi bấm biển số được, chưa có gửi vô kịp, người ta hẹn qua rất hối người ta lắm nhưng mà chưa lấy được hồ sơ nên mình chưa có bán được. Khi mà mình vừa lấy được hồ sơ là mình báo với các bạn và mình đăng cái clip tiền cho các bạn các chị xem nha. Tại hôm bữa mình có nói là để qua cái clip sau quá giới thiệu, nhưng mà chưa có lấy được hồ sơ, công an hẹn lại trễ rồi nên không có đúng hẹn, công an hẹn nhưng mà lên công an nói chưa có thì mình mới đành đi về thôi, nên mong các bạn các anh chị thông cảm, có là em sẽ quay báo liền. Và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda, đây là chiếc xe Honda Future 209 nha các bạn, xe zin nguyên bản, đầu nồi chưa rớt. Đó, xe cực đẹp 209 mà đầu nồi chưa rớt, thì các bạn các anh chị cứ tới, các bạn các anh chị kiểm tra thoải mái vô tư luôn nha. Đó, xe nó đẹp đây. Móc nó còn móc luôn đó các bạn đó. Có những cái chỗ nó hơi đen đen đó, đó. Nhưng mà là một cái xe là zin nguyên bản, đầu nồi chưa rớt luôn, quá đẹp. Hai đại chín là tem lớn nha các bạn. Được cái nữa là xe 209 này là hồ sơ cầm tay đó, hồ sơ vô rồi cầm tay luôn, sẵn khi các bạn các anh chị tới là chỉ có việc bấm biển số mới thôi đó, bấm biển số nó gì là ra tên mình liền, và hơi hên canh được mình bấm được cái biển số đẹp luôn. Đó, xe quá đẹp, zin đầu nồi chưa đụng chưa chạm gì hết nha các bạn. Máy móc thì để mình lên máy cho các bạn nè, bật công tắc lên nè, rồi chạm vô nè. Thì thầm mùa xuân luôn, chịu gì. Buông gan ti ra, vẫn nổ êm máy, lịch sự tắt máy nè.
Rồi. Và với một chiếc xe Honda Fusion L 2009, còn zin nguyên bản, đầu nồi chưa rớt này, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 31 triệu nha các bạn. 31 triệu cho một chiếc xe Honda Fusion L đời 2009 zin nguyên bản, hồ sơ cầm tay sẵn luôn. Rồi. Mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Fusion Neo đời 2007. Đó, cái này là 2009 nha các bạn. Bên này là 2009. Đó, 2009 là đây và 2007 là đây. Xin thưa ý các bạn các anh chị. Đây là chiếc xe 2007. Đó, chiếc xe này cũng vậy, là một chiếc xe Honda Fusion Neo màu đen. Đó. Bánh căm, bánh đùm, đầu cũng chưa rớt luôn. À, các bạn các anh chị tới cứ tới kiểm tra vô tư thoải mái nha. Đó. Rất là đẹp. Đó. Tán để mình quay kỹ không? Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp ha. Nhìn nó còn rất là đẹp. Cái xe đẹp là tất cả là tổng thể nó cũng phải đẹp hết nha các bạn. Đó. Đó, cái xe này ở ngoài Hà Nội rút vô nè các bạn thấy không? Đó, thì mấy cái xe này cũng vậy, tất cả là xe Hà Nội rút vô hết nha các bạn. Đó, chiếc quân kia cũng vậy, nhưng mà cái điều có xe nào mà hồ sơ vô kịp thì mình mới dám bán, còn hồ sơ vô không kịp là do công an, người ta nói không có là mình biết không có thôi, chứ người ta công an hẹn với mình thì công an có thể sai với người dân, với người dân không có ý kiến được các bạn ơi. Thực sự cứ vô lên là cứ nói không có là đi về vậy thôi. Đó, quá đẹp. Đầu nồi chưa rớt, máy móc im gu, im mà im gu và gù luôn các bạn. Đó, nó không có nổ mà mình phải im rồi. Nhưng mà nói vậy thôi chứ bây giờ mình lên nổ cho các bạn nghe nha. Rồi, đó, một cái xe bật công tắc lên, đụng vô thôi nè, bật mạnh lên nó mới lên. Nhuyễn nhừ. Rồi. Quá ok. Và với cái chiếc xe Honda Fusion L đời 2007 này. Đó, máy móc im gu này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 27 triệu nha các bạn. 27 triệu cho một chiếc xe Honda Fusion L đời 2007. Đầu nồi chưa rớt. Máy im gu. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, qua kế nữa. À, mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị một cái chiếc xe Honda Fusion L. Chiếc này thì là được cái là bánh căm nhưng mà thắng đĩa các bạn. Đó, bánh căm thắng đĩa. Đó, xe này cũng còn rất là mới luôn. Đầu nồi cũng chưa rớt. Nói chung là các bạn các anh chị coi là các bạn các anh chị cũng đánh giá được. Nó rất là đẹp. Bởi vì mấy cái xe này á là phải cái tiêu chuẩn là đầu nồi chưa rớt, nó mới thuộc dạng là đẹp và để chúng ta có thể gọi là đánh giá. Còn nếu mà xe phổ thông bình thường thì nó sẽ giá nó mềm hơn, nhưng mà nó là rớt rồi. Đó, chiếc này là đời 2008, chiếc này là 2008 nha các bạn. Đó, và chiếc này cũng vậy, hồ sơ cầm tay chuyển vô rồi, bây giờ chỉ có bấm biển số thôi. Đó, xe này cũng là một cái chiếc xe zin nguyên bản luôn, đầu nồi chưa rớt, máy móc là im gu nè, để em lên máy nè. Đó. Đó, mình đứng ra xa cho các bạn các anh chị thấy luôn, đi tay nổ vậy nha, nổ im gu. Và với chiếc xe Honda Fusion L đời 2009 này, 2008 chứ quên, lộn, nãy là chiếc kia 2009, chiếc 2007, chiếc này là chiếc cái giữa là 2008.
zin đầu nồi chưa dớt luôn đó. Rồi còn mấy chiếc kia đợi đợi nha các bạn. Đỏ nè, đỏ này đáng đợi em đi công an gửi hồ sơ vô là em quay clip liền cho các bạn. Và trở lại vấn đề thêm nữa, đây là cái chiếc xe SH hồi nãy là cọp, thì cái chiếc này nó chỉ là mèo thôi nha các bạn. Đó, chiếc xe SH này cũng là một chiếc xe Honda đắc ý, màu trắng đen, màu đen chủ đạo y chang. Nói chung hai em này thì mình quay để cho các bạn, các anh chị thấy là vì sao, tại sao có một cái xe đẹp, một cái xe nó xấu, nhưng mà hình thức thì nó đẹp như nhau, nhưng mà cái xe kia là một cái xe zin nguyên bản, đến cái vỏ mà cũng còn. Thì cái xe này á thì đã dọn lại nguyên chiếc nha các bạn, cũng là Honda SH ý, cũng còn đẹp vậy luôn, nhưng mà là dọn xe, dọn nguyên chiếc đó, xe dọn lại nguyên chiếc. Em này thì mang biển số là 59K2 59385, và với một cái chiếc xe Honda SH 150 SH ý nhập nguyên chiếc 150 này, dọn lại nguyên chiếc này nhưng mà cũng còn khá là sạch đẹp, xe chính chủ đó, bao ký giấy sang tên toàn quốc này. Thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 58 triệu, 58 triệu cho một chiếc xe Honda SH ý 150, máy móc cũng êm lắm nè các bạn, cực kỳ luôn, bởi vì dọn rồi mà, gì không em. Và với một cái xe thì các bạn có gì thấy không, cái đèn xe kia nó vẫn đẹp hơn, cái này nó ngã hơi ngã ngã một chút đó, còn cái xe kia là nó trắng tinh. Bởi vì vậy cái xe này nó mới có nửa tiền của cái xe kia. Đây, đây, mình xin thưa với quạt anh chị, cũng là em ý rồi, nhưng cái chiếc xe này nó quá tuyệt đẹp đó, quá tuyệt đẹp không. Nhưng mà nếu mà so thì cái em này nó quá đẹp, thì để dành cho các cô chú các anh chị mà có nhu cầu mà tuyển xe mà cực đẹp siêu phẩm. Còn như cái xe kia 58 triệu là phổ thông nha các bạn, đó, đơn giản ai cũng có khả năng mua đi. Đi thì cái chất chạy thì nó cũng như nhau, bởi vì cái đời thì nó cũng như nhau thôi, xem thôi đó, nhưng mà nó đẹp hơn thì tự nhiên nó sẽ tự nhiên nó mắc hơn, và cái chất xe zin thì người ta thích hơn nhiều các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà các bạn, các cô chú, các anh chị nào mà còn cân nhắc về cái khả năng tài chính thì cái chiếc sau 58 triệu nó vẫn phù hợp hơn là 108 triệu. Nhưng nếu các bạn, các anh chị chọn cái sự độc đáo cũng như là cái chất zin toàn tập thì cái xe 108 là cái xe đỉnh đó, cực đỉnh đó. Chiếc này đây, xe mà còn cái vỏ theo xe luôn nữa là mình biết rồi, các bạn, các anh chị cũng biết luôn rồi đúng không, quá đẹp rồi. Em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị, tất cả là dựa trên thần là ý kiến và sự quyết định của các bạn là chính nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn.